Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sẽ kết nối chi thức và cuộc sống. Trong lớp xem bài giảng của Thầy Liêm đi kèm quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập tiếp bài số 12 bảng nhân chính bảng chia chính tiết số 3. Như vậy là hôm trước khi mình đọc tiết 1 tiết 2, giờ em nào chưa xem tiết 1 tiết 2, các em có thể vào kênh Thầy Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát với bài tập toán 3 kết nối chi thức các em xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 3. Mình sẽ làm câu số 1. Dựa vào bảng nhân chia hãy tính 9 x 5 sẽ bằng bao nhiêu? 9 x 5 sẽ bằng 45. Mình nhớ là 9 x 5 sẽ bằng 5 x 9 sẽ bằng 45. Tiếp theo là câu B. 6 x 4 sẽ bằng bao nhiêu? 6 x 4 sẽ bằng 24, đúng nha. 6 nhân 4 sẽ bằng 4 nhân 6 sẽ bằng 24. Câu C là 72 chia 9. 72 chia 9 sẽ bằng bao nhiêu? 72 chia 9 sẽ bằng 8. Vì 9 nhân 8 bằng 72. Tiếp theo là 42 chia 6. 42 chia 6 sẽ bằng bao nhiêu? 42 chia 6 sẽ bằng 7. Vì 6 nhân 7 bằng 42. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 mình sẽ điền số vào chỗ trống. Câu A là ở đây là mình có dấu nhân. Phía trên là số 9, phía dưới là 3. Có nghĩa mình sẽ lấy 9 nhân 3. 9 x 3 sẽ bằng bao nhiêu? 9 x 3 sẽ bằng 27. Ở đây mình sẽ viết số 27. Giờ ở phía trên là 7, phía dưới là 4. Mình sẽ là 7 x 4. 7 x 4 sẽ bằng bao nhiêu? 7 x 4 sẽ bằng 28. Ở đây mình sẽ viết số 28. Giờ phía trên là 8, phía dưới là 10. Mình sẽ lấy 8 nhân 10. 8 nhân 10 sẽ bằng 8. Sẽ bằng 80. Đúng nè. Ở đây mình sẽ viết số 80. Giờ như là mình xong câu 2A, mình sẽ qua tiếp câu 2B. Tiếp theo là câu B, ở đây mình thấy là có dấu chia. Phía trên là 45, phía dưới là 5. Mình sẽ lấy 45 chia 5. 45 chia 5 sẽ bằng bao nhiêu? 45 chia 5 sẽ bằng 9. Ở đây mình sẽ viết số 9. Giờ cột tiếp theo phía trên là 36, phía dưới là 6. 36 chia 6 sẽ bằng bao nhiêu? 36 chia 6 sẽ bằng 6. Ở đây mình sẽ viết số 6. Giờ phía trên là 70, ở phía dưới là 7. Mình sẽ là 70 chia 7. 70 chia 7 sẽ bằng bao nhiêu? 70 chia 7 sẽ bằng 10. Vì 7 nhân 10 sẽ bằng 70. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video phải biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 câu A. Người ta nói là mỗi đội múa rồng. Mỗi đội múa rồng sẽ có 9 người. Hỏi ba đội múa rồng như vậy có bao nhiêu người? Như vậy câu A này người ta nói là mỗi đội múa rồng sẽ có là 9 người. Ba đội múa rồng như vậy có bao nhiêu người? Thì mình sẽ lấy 9 nhân 3 là được. Giờ bây giờ mình sẽ đặt lời giải cho câu A trước. Người ta hỏi ba đội múa rồng như vậy có bao nhiêu người? Thì các em có thể trả lời là ba đội múa rồng như vậy có số người là, hoặc là các em trả lời số người trong ba đội múa rồng có là cũng được, có hai cách trả lời nha. Như vậy thầy ví dụ thầy sẽ trả lời là số người
có trong ba đội múa rồng là giờ mình sẽ lấy 9 nhân 3. Mỗi đội là 9 người, 3 đội mình sẽ lấy 9 nhân 3. 9 nhân 3 sẽ bằng bao nhiêu? 9 nhân 3 sẽ bằng 27. Như vậy là 27 người. Như đây là câu A. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Như về câu B, người ta nói là nếu tất cả số người múa rồng ở câu A chuyển sang múa lăn, mỗi đội 3 người thì được bao nhiêu đội múa lăn? Như vậy là câu B, người ta nói nếu tất cả số người múa rồng ở câu A chuyển sang múa lăn, có nghĩa là 27 người này đang múa rồng, 27 người này chuyển sang múa lăn, thì mỗi đội múa lăn sẽ cần 3 người, như vậy là có được thì được bao nhiêu đội múa lăn? Thì lúc này mình sẽ lấy 27 chia 3 là được, đúng không? Giờ như là câu B thì người ta hỏi là khi được bao nhiêu đội múa lăn, thì mình trả lời là tổng số đội múa lăn là mình trả lời là tổng số đội múa lăn là mình sẽ lấy 27 chia 3. 27 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? 27 chia 3 sẽ bằng 9. Như vậy kết quả là 9 đội. Như vậy mình sẽ có là đáp số câu A sẽ là 27 người. Và đáp số câu B sẽ là 9 đội. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em thứ bài, các em sẽ bấm quit video hãy biết các em thứ bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta kêu mình tìm hai số bé hơn 5 và có hương là 2. Như vậy mình xem hai số nào. Tìm hai số bé hơn 5 và có hương là 2. Như vậy là những số bé hơn 5 thì mình thấy là có các số như là 1, 2, 3, 4. Đúng không? Như vậy mình thấy là 4 chia 2 sẽ bằng 2, có nghĩa là có hương bằng 2. 2 chia 1 bằng 2. Vì mình sẽ tìm được hai số cần tìm là 4 và 2. Hoặc là 2 và 1, đúng không? Như vậy câu này các em trả lời như sao? Giờ như vậy câu số 4 các em trả lời là ta có mình sẽ có 4. 4 chia 2 sẽ bằng 2. Bốn chia hai sẽ bằng hai, đúng không? Và hai chia hai, hai chia một cũng bằng hai. Vậy kính mình kết luận là vậy hai số cần tìm là bốn và hai. Hoặc 2 và 1. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 4 nha.
Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm khuyết video hay biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho một bài cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.